Và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một video để khai trương đầu năm nào. Và mình sẽ mở bao nhiêu pack nhỉ? Chúng ta sẽ mở 18 pack của Evolution Sky. Let's go. Tại vì set này mình rất thích nên là mình sẽ để nó làm khai trương đầu tiên trong đầu năm 2022 này. Thì không phải dài dòng nữa, chúng ta cùng intro nào. Let's go. Voila, và mình đã khui sẵn ở đây, chúng ta sẽ có là 18 pack thì để làm video cho đầu năm 2022 nào. Let's go. Mình sẽ ở đây nhé. Ok, chúng ta sẽ tới với pack đầu tiên đi. Wow, tại vì Evolution Sky mình chưa có mở nhiều thực sự. Trước đó mình mở được có một booster box thôi, và make a box, editor box thì mình cũng chưa mở. Như là mình làm rồi, mình mở rồi, nhưng mà mình chưa có làm video cho mọi người xem. Chúng ta có hai lỡ đi. Quay nước. Ok. Ủa, hai lá luôn, không sao. Ủa, xin quá. Limbrick, Vexing, Hupip, Dino, Marip, Hupifer, Hupip và Legion. Ok, không có gì à. Và đây là có cho mọi người luôn. Let's go. Chúng ta tới pack thứ hai nào. Ở tại sao mình lại mở 18 pack? Thật sự là mình cũng muốn mở nhiều lắm. Thật sự mình cũng muốn mở nhiều, tại vì để 18 pack để cho mọi người xem cho dễ. Thật sự là dark. Tại vì mở 36 pack á thì Pikachu, let's go. 36 pack á thì nó dài quá mọi người. Skip lum Kavros. Mình thấy nó rất là dài nên là đây có cho mọi người. Nên là quyết định mình chỉ làm ở 18 pack thôi. Còn 18 pack thì mình sẽ làm video tiếp theo cho mọi người xem. Thì mình thấy mình mở 36 pack như cũng tầm gần nửa tiếng ấy, nên là mình quyết định là mở 18 pack thôi. Lỡ cỏ luôn. Và chúc mọi người năm mới vui vẻ. Wow, một năm đã trải qua rồi. Thực sự Pikachu Reverse Holo, let's go. Chúng ta đã có hai em Pikachu. Pick thứ ba nào. Thì quả là một năm đầy biến động. Trời ơi. Điện luôn, ok. Skip lum. Margaret, Rosie, Scary, Feebas, Munchen, Lucky, Iceberg, Ok, Galarian, Antigono, Black Holo. Wow, một năm 2022 rồi mọi người ạ. Năm này chắc mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để tăng sức, tăng viewer. Và mình cũng được bắt đầu từ mấy bữa nay rồi, là mình sẽ bắt đầu livestream vào cuối tuần hoặc là những thời gian rảnh. Mình stream về mở pack, về chơi game này nọ thì cũng đỡ mọi người. Đã có lửa đi. Fighting, Copy Cat, Ice Cube, Strayer, Full Bats, Good Full, Free Bats, Free Putty, Video, To Survive, Spy, Ok. Wow. Để có cho mọi người luôn. Wow. Bài tiếp theo nào. Nhiều hit lên, let's go. Lửa, wow, lửa thiệt. Mình chưa đón. Không biết. Tại vì mọi người cũng biết mà. Thật sự là nhờ thẻ TCC như thế này á, được ít bạn để ý lắm. Được rất ít bạn để ý luôn. Nên là
chưa gì thấy em Pikachu nữa rồi. Là như em Pikachu. À, nãy mình chưa giveaway có chứ mình sẽ giveaway luôn nha. Quên luôn. Điện, tâm linh, gồ đất, Zero, Zinia, Rizzo, Pikachu, yes, of course, Pipako, Refresh, Rutas, Emuna, Ravisa, Post, Espeon, V, let's go. Như Espeon này mình đã có rồi. Sao? Đây, hai con, mọi người. Một năm mới, chúng ta đã mở được em ba Pikachu. Năm mới để biến động vậy. Đây. Tiếp theo nào? Vào năm 2022 rồi. Mọi người có dự tính làm gì chưa? Mình thì vẫn chưa. Thực sự. Tại vì mình chưa biết phải làm gì. Phải làm content như thế nào. Mình chỉ biết mở pack thôi. Nên là wow, có thể sẽ lâu nữa mới được bằng anh em Smiller và Hiken. Nhưng không sao, chúng ta sẽ bước đi từ từ nào. Tuy không nhanh nhưng mà sẽ cố gắng. Ok, không có tình trường yêu quỷ. Không sao, còn mình để buồn bệnh. Nước bài cày, nước thiệt thời tiết BDS. Và chúc anh em một năm đầy biến động. Đây là có nhiều sự kiện mới, có nhiều niềm vui mới, mong là vậy, mình cũng vậy. Yeah, let's go. Ok, ma cày VMAX. Để có cho mọi người. Tiếp theo nào. Chúng ta có hệ điện tối. Ok, Relux, Slurpee, TV, Z-Fly, Pikachu. Trời ơi, anh em thấy không? Tại sao lại mở Pikachu đầu năm nhiều như vậy nhỉ? Mình có điểm gì đầu năm 2022 này nhỉ? Kyurem, chúng ta có điểm gì hả? Tại sao là nhiều Pikachu như vậy? Thật sự mình không hiểu. Không lẽ là tại vì á, khi mà mình được một ca sub á thì mình sẽ mở một box VMAX Pikachu, thì không lẽ là điểm lỡ là có skip luôn. Rồi bebe Cabana Dibu Marip Rosie Selgon và wow, chúng ta đã mở được bao nhiêu bài nhỉ? 6, 2, 4, 6, 7. Wow, tính ra là không có bao nhiêu hết trơn nha. Ở trước thì mình mở bát này, mình sẽ ghi record đi. Mình đã dùm quên, này, có cho người luôn. Ok, bát tiếp theo. Còn mình sẽ ghi sau nha. Ok, thực sự mình chưa có Emeron, chưa có Rayquaza. Và những em hình như là mình có vi Altered Act của Sylveon rồi, và hình như là không còn gì nữa. Nên là mình phải quyết tâm mình mở thêm Evolution Sky này. Tại vì mình set này mình thích đấy, mình rất là thích luôn. Okay, có Umbreon, có những em tiêu hóa từ Eevee, có Rayquaza, China Full Act. China mình chưa có luôn nha, hình như là China mình mới có một lá copycat thôi. Và mình phải tiếp tục săn thêm nữa. Tại vì set Evolution Sky mình chưa có hoàn thiện. Nên là lỡ fighting. Trời ơi. Rồi đi. Thật sự là có nhiều set rất là hay. Và mình cũng chưa slapkin. Mình chưa mở hết.
Thật là nhiều sếp. Trời ơi, này là có cho mọi người. Mọi người biết gì không? Cái sếp mà VMAX, CLIMAX á, mình cũng chưa mở hết. Và cái Blue Sky này cũng chưa mở hết. Thực sự đối với mình như thế nào ấy. Nếu mà ít thích quá thì mình phải mở thêm rồi. Thôi, chị mở thêm quá. Không có một lá go hay là không có lá V alternate act hay là VMAX alternate act thì mình phải mở thêm rồi. Lỡ, ok, lỡ. Possessing full back tipping to the room. Permit to read drama rồng già. Ok. Wow. Đây là có cho mọi người luôn. Thực sự là mới có một lá vi và bị mát thôi. Trời ơi. Trời ơi. Pikachu nữa nè. Pikachu nữa nè. Thôi, đây bằng bài luôn. Đó. Ơ, à, đã quên rồi. Lần cái tại mình thấy code rồi đúng không? Thấy code rồi. Wow, năm mới mình vẫn xui như thường nhé. Chưa hết chơi mới chỉ có mới có V và V má thôi. Holo thì mình có 3 lá, còn Pikachu thì tới 5 lá. Wow, thiệt là bất ngờ. Mới nãy đặt lên lộ code xanh luôn. Ok, thêm Pyro. Wow, ok. Rangola, Local Fresh, Pip, Spot Blue, Tentacle và Sepidu. Ok. Hình như năm mới rồi mình vẫn bị xui mọi người à. Trời ơi. Còn 2 pack ở đây. Let's go. Nếu chút nữa mà không có lá go, không có lá alternate act nào hoặc là lá trainer nào thì mình sẽ mở thêm 18 pack nữa. Thật sự. Nước. Ui. Dembry. Raver. Hypno. Phát. Tại vì phải gỡ cái xui mọi người ạ. À. Trời ơi. VMAX. Let's go. Oh, đúng rồi. Espeon. VMAX mình chưa có. Được. Để coi cho mọi người luôn. Nhưng mà chỉ là lá bi mát thôi. Mình cần một lá go hoặc đặc biệt nó hơn. Đấy. Mình thấy anh em cái chu này sẽ để vào bên đi. Tại vì... Wow. Rất nhiều rồi mọi người. Holo chắc mình cũng để vào bên luôn. Mình sẽ để những lá V hoặc là VMAX lên thôi. Đây. Pack thứ 18. Let's go, còn được một bên nhé. Bị đánh. Hay không tối. Pack này mà không có là sẽ mở thêm 18 pack nữa. Trời ơi. Xóa đi cái lời nguyền chứ. Tại sao lại xuống như vậy nhà. Đầu năm thôi mà. À sao. Đầu năm thôi mà. Rồi. Chúng ta còn 18 pack ở đây. Đây là sử luôn. Sử đẹp luôn. Rồi. Đinh rồi đó. 36 pack luôn. Thôi. Let's go. Pack thứ 19. Lỡ nào không tội đen thôi luôn. Trời ơi, biết được đâu năm mình đen thôi rồi đó. Đó là lỡ ra bóng đen. Đen thôi luôn. Sai đất để kia Erky và Ash tại là Flame. Trời ơi, một năm để đen thui của mình sắp tới rồi. Đây, coi cho mọi người cách thứ 20 nào. Năm đại biến động của mình. 4 lá, ok.
lỡ nào có. Trời ơi sao thế nhỉ. Wobat, Ivy, Simple, Codifly, Appling, Cavania và Red, Rabbit, Ravo, Gary, Ravo. Ok, hô lộn sẽ đã một bên luôn. Tiếp theo nào. Hay lỡ điển trời ơi Tentacruel Pip Vino Marip Purple Press Fitchinder và NT Holo. Ok, đây là hai con cho mọi người. Wow, cái box này bị xui mọi người ha. Không lẽ là đầu năm xui như vậy ta, không lẽ là đầu năm sinh xui như vậy ta. Chủ yếu là mình muốn mở để làm gì, để săn những thẻ trainer, những thẻ gold rainbow hoặc là v art hoặc là v max ultimate à. Để chi, để không có gì luôn, thật sự không có gì, không phải nó nhiều nè. Để tiếp theo luôn, trời ơi. Chủ yếu là để mở, muốn mở ra những cái lá đó để chi, để là đầu năm mình mở được, cuối năm từ đây cuối năm sẽ có nhiều hit nữa, đúng không mọi người biết rồi. Lỡ ok, lần đầu tiên nó trúng nha. Bây giờ Lotus, Slap Eye, Medusa, Marip, Zeroa, Rupert Fresh và Sivion V. Wow, cũng trùng nha mọi người, mình mở cái này rồi thì trùng nha. Còn cho mọi người luôn. Theo nào. Lỡ thầm linh. Sao mình cứ đó hay lỡ hoài nha, đúng không? Sẽ không có 8 hệ để đón mà, tại sao đón hay lỡ thôi. Rồi gì đón hay lỡ chi, gọi là không có gì chết thật sự. À có, quên, ghi record cái đây. Bài tiếp theo nào. Trời ơi, quên cái vụ này. Có trắng này nha, holo rồi nha. Thấy code là thấy code là có đi mà holo thôi. Thép luôn. Spubat Emery Lucky Icebub Tim Phúc Bịt Leo Eevee Cutty Fly Munchen Tim Phúc và thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, thích cốt rồi là chỉ có holo thôi. Thì cả tình dở quá. Anh em hãy cho mình xin một cái like để bóp lớp cho mình nào. Mọi người thấy nãy giờ không có lớp cho mọi người à, thiệt là khổ quá đi. Và mọi người thích giới thích video này hãy cho một like, một subscribe và cảm ơn mọi người đã xem video này. Thực sự tôi coi được cái khúc này tức là kiên nhẫn với mình lắm ấy. Tino, my rip, professor, this evil, bullshit. Wow, không có gì luôn mọi người à, không có gì luôn, là có cho mọi người. Không lẽ một năm của mình sẽ đầy xui xẻo số ta? Đầu năm thôi mà, tại sao lại như vậy nhờ? Bóng tối phải không? Mình ghét hệ bóng tối thì mình sẽ đón hệ bóng tối. Tỉ trời ơi, cái gì vậy?
Mình không có học vào hai bóng tối. Thật sự không có học, thấy chưa? Đó là một chuyện, đón chúng là một chuyện, mà là cả được hết hay không là một chuyện khác. Ok, bụng lại thôi. Cỏ quay. Chúng ta chỉ còn có 2, 4, 6, 8, 8 pack thôi mọi người ạ. Pack này sẽ không được xếp lại. Toan rồi. Ok. Tiếp tục. Thôi mở. Mở thôi. Trời ơi. Lửa. Lại đón hơi lửa. Tại sao có hơi điện hay nước không đón nó hơi lửa vậy? Mình bị ám ảnh cái hơi lửa rồi. Trong cái em cũng đón lại mình lấy hơi lửa. Một dress. Giờ ở ngoài cũng lấy hơi lửa. Hồ lô thôi. À, coi cho mọi người. Bùng lá. Let's go. Lửa. Đó là lửa nữa. Right. Mình bị cái gì với hệ lửa ấy nha. Chơi game miết rồi giờ. Đón trong đón cái thẻ TCG cũng đón hệ lửa. Thực sự. Và tiếp theo. Thoát hệ lửa được. Thôi lắp thoát ra cái hệ lửa thì mình mới được có hết được. Ok. Bây giờ sẽ không đón hệ lửa, chúng ta sẽ đón hệ tâm linh đi. Tâm linh đón tâm linh nó lại ra lửa. Cái gì vậy? Mình bị ám ảnh rồi mọi người ạ. À, thật sự mình bị ám ảnh rồi. Phải bê. Reson V. Ok. Mình bị ám ảnh hệ lửa mà còn bị V nó ám nữa. Đây là hai có cho mọi người. Ok. Tiếp theo nào. Wow. Wow, cái box này nó ám ảnh mình luôn rồi đó. Tâm linh. Cái box này nó ám ảnh mình luôn rồi đó. Không lẽ nó muốn mình xui nguyên năm ta. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Xong rồi, một năm của tôi. Tiêu rồi mọi người ơi. Một năm đại biến động của tôi tiêu rồi. Không đón hay lửa, ok. Không đón hay lửa, ta sẽ có hay cỏ đi. Thế. Không được, không đón hay lửa được. Đón hay lửa hoài, miết luôn. Gà, Wubat, Masifleur, Flibas, Hippopotas, Wubat và... À! Thôi em nói gì? Mình nói cái bóc này á, là cho hết đi. Xong nó ghét quá, cho mình rác luôn. Xong, một năm của tôi. Như rác luôn. Trời ơi. Này cái bóc này muốn anh nói với mình là một năm của bạn như rác rồi đó. Ok, lại có cho mọi người. Chúng ta còn 3 pack. Mình chỉ nghĩ là set Fusion Try hay là set Student Rain mới không nhớ. Có hết thôi. Ai dè. Mình hốt ngay cái bóc. Nó ám ảnh mình rồi mọi người ạ. Và cô Cavania sẽ vừa. Rồi xong. Xong. Xong 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 xong. Năm của mình banh này. Đây coi cho mọi người. Tiếp theo nào.
lỡ đi. Nửa đau hay lỡ hoài. À, lỡ để sụt tay bóng đen. Được. Pikachu nữa. Trời ơi. Pikachu. Rồi, xong rồi. Không ổn rồi. Rồi, không ổn rồi. Bây cuối cùng mọi người à. Bây cuối cùng, ok. Bây cuối cùng. Bây cuối cùng thì cho nó hãy dây sáng sủa xíu. Hãy điện đi. Điện thắp sáng. Chứ mình có hy vọng có, ok. Xong. Nó chặt cả hệ luôn. Video đã được phê bạc. Rồi xong mọi người. Mọi người hiểu một năm rồi, một năm tới mình sẽ bị gì vậy? Một năm tới chúng ta chỉ mở được một booster box 36 pack thì sẽ có ba lá vi mắt, không có go, không có trainer, không có full art, không có alternate art, không có gì đặc biệt hết. Và chúng ta chỉ có vi và vi mát thôi. Xong. Toàn thực sự rồi. Wow. Ok. Nếu thích video này thì hãy cho một like, một subscribe. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Cái bóng này đã làm mình đau mọi người ạ. À. Nhưng mà cho mình... nó cho mình bị cái chill đấy. Ok. Và cảm ơn mọi người đã xem tới bây giờ. Và nhớ nhấn like, nhớ nhấn subscribe để ủng hộ tinh thần cho mình để có những video tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Bye bye. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. See ya.